Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về Tăng Thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay là nói về mệnh đề lớp 10. Thì mệnh đề là gì? Thứ nhất mình nêu định nghĩa nè. Mệnh đề là cái câu khẳng định đúng hoặc sai. Ví dụ như 2 = 1 đúng hay sai à? Sai. Thì đây là gọi là mệnh đề. Ví dụ như 3 = 3 đúng hay sai à? Đúng. Đây được gọi là mệnh đề. Ok chưa? Tiếp theo các bạn, mệnh đề chứa biến hay là chứa ẩn cũng được. Ví dụ chứa biến, ví dụ như x nè, y nè, vân vân. Ví dụ thì mệnh đề chứa biến là gì? Là mệnh đề đó chưa biết đúng sai, giải ra rồi mới biết đúng hay là sai. Ví dụ như ví dụ như 3n chia hết cho 4, được chưa? Vậy các bạn phải giải ra, các bạn phải tìm ra n là số như thế nào để chia hết cho 4, gọi là mệnh đề chứa biến n. Ok chưa ạ? Tiếp theo đó là mệnh đề kéo theo hay còn gọi là có dấu suy ra, được chưa ạ? Và các bạn nhớ mệnh đề được ký hiệu bằng chữ hoa. Ký hiệu của mệnh đề, ký hiệu đó là ví dụ như A hay là B, chữ in nha, cái gọi là chữ in nha, vân vân và vân vân vân. Vậy mệnh đề kéo theo là gì? Ví dụ như A suy ra B, đây mệnh đề ấy được gọi là mệnh đề kéo theo, được chưa ạ? Thì cái dấu mũi tên này khi chuyển qua tiếng Việt đó là từ nếu thì, đó nếu thì, được chưa ạ? Ví dụ như nếu tam giác A B C đều thì ba góc, góc A bằng góc B bằng góc C bằng 60 độ. Ok chưa? Rồi, vậy mệnh đề A suy ra B đúng sai khi nào? Thì ta có A chính là cái đề đó các bạn. Mệnh đề A là cái đề, còn B là giải. Đó, các bạn hình dung chưa ạ? Mệnh đề kéo theo, A là cái đề, B là giải. Đề đúng, giải sai. Đề đúng mà giải sai thì kết quả như thế nào ạ? Vậy A suy ra B sai. Đề đúng, giải đúng thì kết quả ra như thế nào ạ? Đúng. Đề sai, giải sai. Đề đã sai rồi, bạn có giải đúng hay sai đều đúng. Đề sai, giải đúng thì kết quả cũng ra đúng. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Tiếp theo đó là mệnh đề đảo ngược, được chưa ạ? Ví dụ như A suy ra B, vậy mình sẽ có mệnh đề đảo là B suy ra A. Tiếp theo mệnh đề phủ định. Ví dụ như mệnh đề A mà muốn tìm phủ định của nó thì các bạn ký hiệu là A gạch ngang. Thì muốn tìm ra mệnh đề phủ định thì các bạn thêm từ không vào. Ví dụ như mệnh đề A, ví dụ như 2 chia hết cho 2, được chưa? Vậy phủ định của nó, đây là mệnh đề A nè. Vậy suy ra mệnh đề phủ định đó là A
không chia hết cho hai, không chia hết cho hai. Ok chứ à? Tiếp theo đó là mệnh đề, mệnh đề tướng, tương đương, hay còn gọi là kéo theo và kéo kéo trước kéo sau, gọi là ký hiệu như thế này, được chưa ạ? Ví dụ như A tương đương với B, đây gọi là mệnh đề tương đương. Thì cái dấu tương đương này các bạn có thể đọc là khi và chỉ khi, khi và chỉ khi, được chưa? Vậy mệnh đề tương đương đúng khi nào? Thì A B, A tương đương B, vậy A B đều đúng. Thì A suy ra B đúng, B suy ra ngược lại cũng đúng. Còn những trường hợp còn lại, đều ra có mệnh đề tương đương sai. Ví dụ như A đúng, B sai, ra sai. A sai, B đúng, vẫn ra sai. B A sai, B sai, sẽ ra sai. Vậy ở đây mệnh đề tương đương chỉ đúng khi hai mệnh đề A và B đều đúng. Được chưa ạ? Rồi, ký hiệu, tiếp tục ký hiệu các bạn cần nhớ, đó là ký hiệu với mọi, đây gọi là với mọi. Với mọi là ý nó nhiều đó các bạn. Nhiều số thỏa mãn cái đề bài. Ví dụ như với mọi x thuộc R sao cho x lớn hơn 2 thì có nhiều mà, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 vân vân và vân vân. Được, thì các bạn dùng với mọi. Còn ký hiệu này là ký hiệu tồn tại. Tồn tại là có khả năng là chỉ có một thôi. Tồn tại là chỉ có một thôi. Ví dụ như các bạn lấy ví dụ tồn tại x thuộc R sao cho x bình bằng một, được chưa ạ? Vậy tồn tại không ạ? Có, đó là x bằng